Chào mừng quý vị khán giả đến với chương trình đối thoại phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, nhân dịp đầu năm mới, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chúc mừng năm mới, lời chúc sức khỏe, may mắn, hạnh phúc và tới quý vị khán giả, tới những người đã theo dõi và đồng hành cùng chương trình. Thưa quý vị, trong số đối thoại tuần trước thì chúng tôi đã cùng các khách mời bàn về việc là năm 2019 thì chính phủ bứt phá về tư duy và hành động như thế nào. Trong số đối thoại này, chúng tôi tiếp tục mời tới trường quay các khách mời là các chuyên gia và đại diện của doanh nghiệp để cùng bàn về những hành động của chính phủ đã thực hiện trong năm 2018 và mong đợi của cộng đồng doanh nghiệp đối với việc bứt phá về hành động và tư duy của chính phủ trong năm 2019 để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp tốt hơn, đạt được kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp trong thời gian tới. Tham gia chương trình đối thoại tuần này, tôi xin được giới thiệu sự có mặt của các khách mời. Ông Phạm Đình Đoàn, Chủ tịch Tập đoàn Phú Thái, Phó Chủ tịch Hội đồng Trung ương các Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam. Ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam. Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương. Vâng, trước là chúng tôi cảm ơn ba khách mời đã đến với trường quay của đối thoại và chúng tôi cũng xin chúc các khách mời có một năm mới thật là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, may mắn và hạnh phúc. Thì trước khi mà chúng ta cùng trao đổi tiếp về việc là năm 2019 thì chính phủ bứt phá về tư duy và hành động như thế nào thì xin mời các vị khách mời cùng quý vị khán giả đón xem một phần tổng hợp sau đây của chúng tôi ạ. Tất cả các từ viên chức, công chức, người có thẩm quyền trong các cơ quan quản lý nhà nước thì trước đây luôn có một cái tư duy là quản lý nhà nước, nhưng mà đã với cái việc động thái quyết liệt của Thủ tướng với cái áp lực rất là nóng từ trên xuống thì đã thấy rằng là đã từng bước, đây phải nói là từng bước thôi, đã thay đổi cái tư duy từ quản lý nhà nước sang tư duy đồng hành và hơn nữa là sang tư duy phục vụ. Tôi thấy là này, tức là trước hết tư duy rất quan trọng, cái công nhận phương pháp tư duy phục vụ và hành động vì người dân và vì doanh nghiệp thì chính phủ đã được thể hiện được trên tất cả văn bản chính thức. Cái thứ hai là cái đó đã ngấm, nếu nói cái việc này vào thời điểm này năm ngoái chúng tôi bàn cùng với diễn đàn chúng ta thì chúng thấy rằng nó vẫn trên nóng dưới lạnh và được ở cấp chính phủ và đa số ở các bộ, còn dưới cấp đó là mức độ nó giảm đi rất nhiều. Thì bây giờ như anh Thập cũng đã trình bày là ở địa phương cũng thấy rõ và chúng tôi nhận thấy rằng ở địa phương về mặt mệnh lệnh, về mặt nguyên tắc hành chính thì đúng là đã thể hiện được rằng là như là cái tư tưởng hành động và tư duy mới đó được thực hiện. Nhưng để hành động và tư duy thực hiện thì nó phải có, thứ nhất là phải có nhận thức sâu sắc ở tất cả mọi người, cái thứ hai là phải có phương pháp quản lý đồng nhất, thứ ba là phải đánh giá được kết quả và tiếp tục điều chỉnh, thì chúng ta đi được cũng được dàn nửa chặng đường, và rõ ràng dù có đi được gần hết chặng đường thì mọi thế giới người ta cũng vận chuyển chuyển động thì chúng ta cũng phải chuyển động, cho nên chắc chắn rằng thử thách này còn rất lớn. Năm vừa rồi là trong tương quan so sánh theo xếp hạng của kể cả Diễn đàn Kinh tế Thế giới và của Ngân hàng Thế giới thì chúng ta đều tụt hạng trong cuộc đua chung. Chúng ta đã cải thiện so với chính mình, nhưng chúng ta lại tụt lại trong cuộc đua với thiên hạ. Và đấy là một cái thách thức vô cùng lớn đối với chúng ta. Cho nên cái yêu cầu bứt phá đặt ra là hoàn toàn chính xác, bứt phá để không bị tụt lại. Và cái đó là một cái yêu cầu thách thức lớn với chính phủ đấy. Rất quan trọng và thách thức rất lớn với chính phủ trong cái thời gian tới, trong năm 2019 và những năm tiếp theo. Thưa các khách mời, trong phần tổng hợp vừa rồi thì chúng tôi đã trích lại một số ý kiến đáng chú ý của các khách mời trong số trước đánh giá nhìn nhận về những kết quả đã làm được của năm 2018 và một số mong đợi của cộng đồng doanh nghiệp trong năm 2019. Vậy thì ngày hôm nay các khách mời có thể đánh giá về việc là chính phủ đã thực hiện phương châm 10 chữ, đó là kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả trong năm 2018 như thế nào ạ? Thì trước là tôi xin mời ý kiến của ông Cung ạ. Nhìn lại 2018 thì chính phủ điều hành với cái phương châm 10 chữ. Thứ nhất là 10 chữ có 5 cái vế. Đó là kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo và hiệu quả. 5 cái nội dung đấy thì theo tôi kỷ cương, tức là kỷ luật, kỷ cương, tôi nghĩ là có tiến bộ. Có cái liêm chính, nói đi đôi với làm. Liêm chính, theo tôi nghĩa, theo tôi hiểu, liêm chính nghĩa là anh trong sạch, anh nói đi đôi với làm. Thì năm 2018 tôi nghĩ rằng là cũng đạt được tiến bộ khá là rõ nét.
sáng tạo, lại chưa thực sự là sáng tạo lắm, nhưng mà nó có và hiệu quả. Thì tôi nghĩ rằng hiệu quả nó thể hiện ở cái kết quả của cái tăng trưởng kinh tế và kết quả của cái cách thức tăng trưởng kinh tế dựa nhiều hơn vào cái gia tăng hiệu quả, gia tăng năng suất và gia tăng năng lực cạnh tranh quốc gia. Thì tôi cho rằng là cái kết quả cuối cùng là hiệu quả điều hành, thì tôi cho rằng là có những tiến bộ. 2018 với phương châm như thế thì chính phủ đã đạt được những tiến bộ, tôi có thể nói là vượt bậc so với trước. Như vậy ở đây tôi đánh giá cao cái hiệu quả, tôi đánh giá cao cái liêm chính, tôi đánh giá cao cái kỷ cương, liêm chính. Cái thứ ba là hành động năm ngoái về cái cải thiện môi trường kinh doanh và cải cách cải thiện môi trường kinh doanh theo tôi cũng là rất rõ nét. Hy vọng rằng năm 2019 này cái sáng tạo nó sẽ vượt lên nữa, thì cái năm vế 10 chữ nó sẽ trọn vẹn hơn. Nhưng ít nhất thì tôi nghĩ rằng là cái 2018 cái cuối cùng vẫn là hiệu quả nó thể hiện bởi cái tốc độ tăng trưởng, bởi cái cách thức, không những là cái tốc độ tăng trưởng mà tôi đánh giá cao cái cách thức tăng trưởng nó thay đổi so với trước. Cách thức tăng trưởng nó dựa nhiều hơn vào cái huy động nguồn lực nội địa, dựa nhiều hơn vào cái gia tăng năng suất, hiệu quả sử dụng nguồn lực và cái năng suất lao động cũng như năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Như vậy chỉ còn sáng tạo là cần phải đẩy mạnh hơn nữa, đúng không ạ? Đẩy mạnh hơn nữa. Vâng ạ. Ông Thân như thế nào? Tôi thì tôi nghĩ là tôi đánh giá cao về cái hành động. Năm 2017, năm 2018 thì tất cả các chỉ tiêu mà Quốc hội giao cho chính phủ làm ấy, thì tôi thấy là 13 chỉ tiêu đều đạt được và đều đạt ở trên mức kỳ vọng. Ví dụ như cái GDP là thể hiện rất rõ. Đấy, thì năm 2018 là 7,08 mà Quốc hội chỉ giao cho là khoảng 6,6 đến 6,7. Anh Cung ạ. Thì tôi nghĩ là cái hành động nó thể hiện là cái hành động nó phải rất mạnh mẽ, mà cái hành động đó là nó từ trên xuống dưới, thể hiện rất là cái hành động của chính phủ. Thế từ trên xuống dưới thì người ta doanh nghiệp có niềm tin, rồi nhân dân có niềm tin thì cái hành động ấy nó mới đạt được cái hiệu quả như thế. Thế còn nếu mà nói về liêm chính thì cái thời kỳ nào cũng đòi hỏi phải liêm chính. Chứ không thể nếu mà không liêm chính thì chúng ta phải vì cái những cái thứ như thế thì xã hội nào người ta cũng cần. Chỉ có điều là chúng ta vừa rồi chúng ta phải rà soát lại cái liêm chính ấy, thì chúng ta cần phải đưa ra cái khẩu hiệu đó thôi. Chứ còn nếu mà liêm chính không mà không hành động thì cũng không giải quyết được cái gì. Cứ giữ cho an toàn nhưng mà chả làm gì thì cũng rất là nguy hiểm cho cái sự phát triển của xã hội. Như vậy là ông Thân rất là ấn tượng với những hành động của chính phủ trong năm 2018. Tuy nhiên là khá nhiều doanh nghiệp lại cho rằng là hành động ở đây thì mới chỉ ở trên tầm chính phủ đó. Còn vẫn còn tình trạng là trên thì nóng, dưới thì lạnh. Không biết là ông Thân nghĩ thế nào? Tôi thì tôi quan niệm là trên nóng, giữa lạnh và dưới cũng nóng. Dưới là doanh nghiệp. Doanh nghiệp mà nhất là doanh nghiệp tư nhân người ta chiếm đến 98-99%. Tôi nói là cả doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp nhỏ đấy, và vừa đấy thì nó phải chiếm đến 99%. Thế thì doanh nghiệp mà tư nhân thì người ta không có cái lý do thì người ta không đóng cả, bởi vì người ta phải làm cho chính người ta. Cho nên là doanh nghiệp, cái đòi hỏi của doanh nghiệp là rất nóng, cái hành động của doanh nghiệp rất nóng. Tôi chưa nói đến cái sự gọi là chăm chỉ cần cù của doanh nghiệp Việt Nam. Tôi nghĩ là người ta làm ngày làm đêm. Chúng tôi phụ trách doanh nghiệp chúng tôi biết mà. Cho nên là trên nóng, giữa lạnh, dưới cũng nóng. Giữa lạnh là như nào ạ? Giữa lạnh là các cái con trung gian. Trên nóng thì chính phủ thì đấy thể hiện qua thủ tướng phát động rồi thủ tướng làm thì chúng tôi thấy là rất là nóng rồi. Chính phủ rất là nóng, đây là nói một cách rất nghiêm chỉnh. Nhưng mà sau khi xong đến cái khúc giữa thì bắt đầu nó dàn trải để các thủ tục nó. Cho nên là tôi bên cung đều tham gia cái hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính ấy. Chúng tôi thấy là cương quyết để cải cách thủ tục hành chính. Mà cái đấy là cái rất quan trọng. Thì cái đấy là cái giữa chứ không cái gì nữa, đúng không ạ? Cho nên là tôi nghĩ là cái khúc giữa là
cái khúc mà chúng ta cần phải góp ý nhiều và cần phải có một cái cơ chế như thế nào. Vâng. Thì bởi vì cái hành động nó người ta đi làm sao đi ngắn nhất thì cái cải cách thủ tục hành chính nó giải quyết cái đi ngắn nhất. Vâng. Doanh nghiệp nói giữa là các bộ ngành và các địa phương. Các bộ ngành và các cái cơ quan lãnh đạo địa phương. Vâng. Đấy là chỉ ra là rất rõ rồi. Doanh nghiệp thế nào? Tôi thì tôi cũng đánh giá là trong cái năm vừa qua thì phải nói là các cái chương trình hành động từ cấp cao trên chính phủ thì được cộng đồng doanh nghiệp rất là hồ hởi và cũng có nhiều cái phấn khích để mà phát triển mở rộng cũng như kể cả cộng đồng khởi nghiệp. Nhưng mà tuy nhiên thì cũng phải nói là để mà thay đổi cả một cái bộ máy từ dưới lên trên thì đấy là một công cuộc cũng đòi hỏi rất nhiều thời gian. Các doanh nghiệp thì vẫn đâu đó vẫn có nhiều lời khen đối với cơ quan công quyền, thế nhưng mà cũng có nhiều người thì cũng nói ra là nó vẫn còn có nhiều vấn đề. Thế là làm thế nào đấy để gọi là tháo gỡ hết hoặc là để cho doanh nghiệp người ta bứt phá hết những cái gì năng lực người ta đang mong muốn ấy, thì có lẽ là cũng chưa đạt được. Thế người ta mong muốn 100 thì bây giờ được trước thì nó 30, bây giờ lên 50 rồi thì cũng là phấn khởi rồi, cũng là một cái khích lệ rồi. Nhưng mà tôi nghĩ là với cái đà đấy thì về phía doanh nghiệp chắc là còn đòi hỏi nhiều hơn nữa. Vâng. Nhiều hơn. Nhưng về phương châm 10 chữ trong hành động của chính phủ năm 2018 thì ông đoàn ấn tượng nhất với cả chữ nào? Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo và hiệu quả. Tôi nghĩ là chắc là chữ hành động. Bởi vì tôi cũng nhìn nhận thấy là các cơ quan bộ ngành rồi là các cái cơ quan ở các thành phố, các tỉnh thành cũng đều có vẻ như là mong muốn là cùng với chính phủ để làm một cái gì đấy cho tỉnh mình hay cho bộ mình hay là cho cái chung một cách tốt hơn. Thế còn đương nhiên trong các cái bộ máy đấy thì còn phải thay đổi nhiều những cái sự phối hợp với nhau hoặc giữa bộ này bộ kia hoặc là các tỉnh thì lại có chỗ thì mạnh chỗ thì yếu, nhưng mà về nhìn chung là tôi thấy là cái không khí của hành động nó nhiều hơn. Trong số trước thì các khách mời còn nói rằng là sự thay đổi lớn nhất của 2 năm qua là chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy là phục vụ, là tư duy là đồng hành, hỗ trợ với doanh nghiệp. Thì không biết là các khách mời đều có đồng tình với quan điểm đó không ạ? Không, cô nghĩ nào? Nói đến sự chuyển đổi tư duy ấy thì tôi nghĩ rằng là... Chưa nhiều đúng không? Chưa nhiều. Sự chuyển đổi tư duy là nó phải sự chuyển đổi một cách tự nhiên. Đấy, nó không mà bởi thúc đẩy bởi cái động lực nội sinh, cái ý chí nội sinh trong từng con người, trong hệ thống. Trong thời gian vừa rồi, nếu được một thứ gì đấy về sự thay đổi đó thì chỉ vì cái áp lực hành chính buộc phải thay đổi. Mà đây là áp lực bởi Thủ tướng Chính phủ. Chứ còn tự thân người ta chưa có một cái trong hệ thống, chưa có một sự tự giác thay đổi. Cho nên là nói thế thì tôi nghĩ rằng là tôi quan sát thấy là họ có thay đổi, nhưng thay đổi bởi áp lực hành chính buộc phải thay đổi, chứ không phải là thay đổi bởi cái động lực nội sinh từ bên trong. Mà sự thay đổi như thế thì nó chưa bền vững. Khi nào mà sự thay đổi đó nó xuất phát từ cái động nội sinh bên trong của hệ thống của người ấy, thì lúc đó thì nó mới bền vững. Chứ còn thay đổi như vừa rồi thì nó chưa bền vững. Và chúng ta phải một mặt phải áp lực, nhưng một mặt khác phải có những cái động lực để tạo ra một sự thay đổi nó tính chất bền vững và mạnh mẽ hơn. Mà như thế, khi mà mình tạo ra một động lực như thế thì nó sẽ không có trên nóng dưới lạnh, không có cái chuyện là nóng không đều. Mà nó phải nóng là nóng ngực ở khắp nơi và có một sự cạnh tranh thay đổi từ ông này đến khác và một thứ như thế. Thì vòng tròn chuyển động nó sẽ một vòng tròn chuyển động theo là cứ mở ra. Chứ không phải là vòng tròn, không phải như vòng tròn chuyển động có vào. Thì tôi nghĩ rằng là tôi chưa thỏa mãn với sự thay đổi mà phải thay đổi nhiều hơn nữa. Vâng. Mong đợi chắc chắn là ai cũng mong đợi nhiều rồi ạ. Tuy nhiên là với những cái áp lực mạnh như vậy thì sự thay đổi cũng đã được như chúng ta mong đợi ấy chưa ạ? Dù là thay đổi mà tính chất là do áp lực. Nói về mong đợi cái gì thì có lẽ mình phải tính thế này này. Mục tiêu mình đặt ra nó là cái gì? Và mình có đạt được mục tiêu đó hay không?
và đạt được bao nhiêu phần cái những cái mục tiêu đấy, thì tôi nghĩ rằng là và mục tiêu đó đạt được bằng cách nào thì ta phải nhìn nó cụ thể hơn. Thì tôi lấy một ví dụ rất là đơn giản là nếu mà mình nhìn về tổng thể về phát triển kinh tế xã hội, ta đánh giá rằng là tất cả mục tiêu đều ta đều đạt và vượt đấy, thì là và thực sự nó có những cái thay đổi về như tên tôi nói là ổn định kinh tế vĩ mô vững chắc hơn và tốt hơn. Rồi thì niềm tin của doanh nghiệp và người dân vào sự điều hành của chính phủ nó cũng được cải thiện hơn. Rồi cách thức tăng trưởng nó cũng có thay đổi hơn như trước trên tôi nói. Nhưng xét về ví dụ như những mục tiêu cụ thể hơn, ví dụ như cải thiện môi trường kinh doanh, thì chúng ta cũng nói là so với trước đây thì chúng ta có cải thiện nhiều. Đấy là, và thậm chí tôi nói là cải thiện một cách khác biệt. Nhưng cho mục tiêu thì chúng ta chưa đạt được. Trong từng cái lĩnh vực cụ thể tôi nói, ví dụ như điều kiện kinh doanh, là chúng ta về mặt báo cáo thì các bộ đều nói rằng là tôi đã giảm đơn giản hóa được trên 50% nhìn tổng thể. Tuy nhiên có bộ thì vượt, có bộ thì đạt bình thường, có bộ thì chưa đạt được. Nhưng nhìn tổng thể là báo cáo hành chính là như thế. Nhưng cái cắt giảm người ta nói là nó cắt thì chỉ được khoảng 10%, còn đơn giản hóa là 40%. Tức là có thể nói cắt thì là có mình tính tổng thể là cắt là 20%, còn đơn giản hóa là 40%. Như vậy đáng là thì cái mà cắt ấy, cắt bỏ thì đương nhiên là doanh nghiệp cảm nhận được ngay rằng là anh cắt bỏ rồi. Nhưng còn 80% của cái gọi là cắt bỏ đơn giản hóa thì nó là đơn giản hóa. Đơn giản hóa nghĩa là nó vẫn còn ở đấy. Và muốn thực hiện được thì nó phải có một quy trình, có một quá trình hướng dẫn. Và thực sự nó có thực hiện đúng như là chúng ta cải cách ở trên văn bản hay không? Đấy là một khoảng cách lớn. Cho nên là, và cắt giảm như thế, khi cái đoạn cắt giảm này nó có thực chất hay không nữa? Thì đấy là những câu hỏi mà chúng ta thực sự nói là chưa có một câu trả lời thực sự chính xác, nhưng vẫn còn chắc chắn là vẫn còn là một khoảng cách lớn giữa cái cải cách trên văn bản và cải cách tác dụng trên thực tế. Là bởi vì ít nhất là có 40% cái gọi là đơn giản hóa đấy nó vẫn tồn tại, và nó có thay đổi được hay không, doanh nghiệp có được cái hưởng lợi không là phụ thuộc vào quá trình thực hiện. Mà phụ thuộc này, cái quá trình thực hiện này nó phụ thuộc vào là rửa còn nóng hay không. Vâng. Đấy là cái, và nó có thực hiện một cách nhất quán trong từ cấp huyện cho đến cấp tỉnh, cấp thành phố hay không. Đó là một câu có lẽ có thể nói rằng là chúng ta cũng không thể kỳ vọng là một cái thay đổi nó 100% như là chúng ta mong muốn. Nhưng rõ ràng ở đây rõ ràng vẫn còn một khoảng cách khá lớn. Cho nên là giữa thì cái ngay cả cải cách thì một khoảng cách khá lớn giữa thực tế và cải cách trên văn bản. Cho nên tôi nghĩ rằng là chúng ta lại phải luôn luôn theo dõi, luôn luôn tạo áp lực, luôn luôn là giám sát, để nếu như người ta chưa có động lực nội sinh thì áp lực bên ngoài phải rất mạnh. Tôi nghĩ là về cái gọi là để làm sao cộng đồng doanh nghiệp mà hài lòng, bây giờ nó có 3 mức. Một là bây giờ mình cứ nói là tháo gỡ khó khăn bằng cách là cắt giảm cái điều kiện kinh doanh, thuận cái này các thủ tục. Cái thứ hai là doanh nghiệp mong muốn là bây giờ phải làm nào thuận lợi hóa các công việc kinh doanh của người ta. Tức là rõ ràng là lại cần cái nỗ lực của các cơ quan chính quyền nữa. Nhưng cái cấp thứ ba ấy, là phải tạo ra những cái mới, tạo ra chính sách và tạo ra những cái điều mới để doanh nghiệp có thể bứt phá trên cái nền tảng đấy. Thì hiện giờ mình đang nói đến các cái việc mà làm thế nào cắt giảm các điều kiện kinh doanh hoặc là giảm các khó khăn. Mình đang dọn dẹp. Đấy, đang dọn dẹp. Thế thì như vậy là còn 2-3 cái ở phía trên cấp 2 và cấp 3 là mình vẫn, doanh nghiệp vẫn đang mong muốn đấy. Thế là làm thế nào đấy, chính các cơ quan công quyền là phải hiểu doanh nghiệp. Thì cái mà cái cấp độ 3 thì theo tôi nghĩ để mà làm được cái việc đấy thì nó cần cả năng lực của đội ngũ công chức. Đúng và rồi. Cái thứ hai nữa là ngoài cái năng lực đấy là cần cả cái sự quyết tâm và bứt phá nữa, và cái sự đồng lòng nữa. Bởi vì bây giờ chúng ta thấy là có rất nhiều
các doanh nghiệp đi đến tỉnh hay bộ thì cũng có khi có cái nhóm này thì lại rất tích cực, rất là bứt phá, nhóm này thì lại trì trệ, nhóm này tức là hiện giờ trong một cái một cái môi trường như thế là cũng cần có cái sự đồng nhất và quyết tâm chung, đoàn kết của các cơ quan chính quyền để làm sao cùng giúp doanh nghiệp và hướng tới doanh nghiệp và chấp nhận có thể là làm nhiều cái nó đột phá, có thể có nhiều cái nó sơ sẩy, nhưng mà về cơ bản là phải tạo ra sự đột phá. Còn nếu không bây giờ tất cả là cứ làm theo mức an toàn, tức là càng an toàn càng tốt, là cứ cắt giảm này xong là không tạo ra cái gì mới, không tạo ra đột phá gì mới, thì tôi nghĩ là cũng cần phải đổi mới trong thời gian tới. Tôi thì tôi nghĩ là cái đột phá thì ai cũng mong đợi, thì sắp tới đây này bứt phá ai cũng mong đợi. 2019. Thì, nhưng mà vấn đề này cái cải cách thủ tục hành chính đây là một cái việc làm cực kỳ dũng cảm, vì tức là cải cách. Cải cách thì nó cũng chỉ hình thức thấp của cách mạng, đúng không ạ? Tức là thay cái cũ đổi cái mới, mà cái cũ của chúng ta thì trì trệ, cho nên bây giờ mà xông vào cái lãnh địa đấy thì chúng ta sẽ vất vả. Đấy, vất vả. Thế thì ở đây không thể là một sớm một chiều được. Đấy, thì nó phải dần dần thôi. Thế thì như anh Cung nói là cái kết quả thì nó có kết quả, chứ không phải nó không có kết quả. Tôi nghe tôi hiểu là anh Cung khẳng định là nó có kết quả, nhưng mà kết quả như mong đợi thì chưa đạt được. Thì tôi nghĩ rằng cũng phải chia sẻ được. Cái đấy thì chia sẻ được. Vấn đề là ý thức được cái chuyện là phải cách thủ tục hành chính. Cái ý thức rất quan trọng. Tức là cái nội sinh, cái nội lực của cái lãnh đạo chính phủ, người ta đã ý thức được cái chuyện đó rồi. Và người ta đã hành động cái chuyện rồi. Thì cái vấn đề là quá trình cải cách nó diễn ra nó nhanh hay chậm thôi. Đấy. Thế thì ở đây cũng không thể là người ta gọi là dục tốc bất thành. Tôi nghĩ như thế, dục tốc bất thành nhiều khi nó cũng phải có những cái thời điểm của nó. Chứ nếu không ấy thì nó lại được cái này nhưng lại vỡ cái kia. Đấy. Cái tính bền vững nó không cao. Thì tôi thấy là 2 năm vừa rồi, năm 2017, 2018 thì thể hiện là các cái chỉ tiêu nó đạt được. Thì tôi nghĩ là cái kết quả của 2 năm vừa rồi so với các năm trước đây thì tôi thấy là về cá nhân tôi thấy là tương đối hài lòng. Thế còn để tiến sâu hơn nữa, phải đột phá như thế nào, phải bứt phá ra làm sao, thì cái đòi hỏi là như anh Cung nói mà tôi rất đồng tình, tức là nó phải có sự tự nguyện, tự giác. Thế đây chỉ có áp lực của Thủ tướng Chính phủ, của Chính phủ đối với các cơ quan cấp dưới thì cũng chưa, bởi vì có thể là như thế thì xong rồi thế sau một thời gian nó lại lắng đi. Chúng tôi làm doanh nghiệp chúng tôi thấy mà. Nếu mà cái ông trong cái bộ phận lãnh đạo mà không có cái sự đoàn kết mà dám làm, mà sắp tới chúng ta đã bàn vào cái chuyện là đột phá và bứt phá đấy, thì cái cơ sở kinh tế nó không thể phát triển được. Thì tôi nghĩ là đẩy lên phía trên cũng thế, nếu mà chúng ta không làm. Cho nên cái mong đợi trong 2 năm vừa rồi là tôi thấy ổn. Mình có quyền tự hào. Nhưng tuy nhiên năm 2019 thì chúng ta muốn là còn bứt phá nữa cơ. Và chính phủ cũng xác định là cần phải bứt phá nên mới thêm cái cụm từ này vào trong cái phương châm hành động của năm mới. Vâng. Nhưng bứt phá như thế nào? Phải chăng là nó cũng hoàn toàn trùng hợp với việc là phải sáng tạo nhiều hơn như là ông Cung nói? Thực ra thì tôi nghĩ rằng là mỗi năm tôi thì ủng hộ mỗi năm có cái phương châm chỉ đạo như thế. Cái phương châm chỉ đạo này nó tôi nghĩ nó hơn nhiều những cái nghị quyết đó, nghị quyết nói dài dằng dặc nhưng mà thực ra cứ thêm cái phương châm này và có thể nghị quyết nó ngắn đi. Thế phương châm này tôi ủng hộ nó ở chỗ là vì nó quy tụ lại những vấn đề chúng ta muốn giải quyết và những trọng tâm mà chính phủ sẽ chỉ đạo. Đấy là cái cho nên là nó dễ nhớ, và từ đó nó khi mà dễ nhớ như thế thì mình quy tụ được, mình huy động được cái lực lượng và giám sát được cái việc là chúng ta có làm đúng như là cái phương châm đặt ra hay không. Đấy là cái mà tôi nghĩ rằng là thế năm ngoái có phương châm 10 chữ, năm nay phương châm 12 chữ. Thì tại sao lại khi thảo luận cái này thì rất nhiều người kiến nghị mà có thể lên đến 20 chữ, rút xuống 16 chữ, 14 chữ ra cuối cùng là 12 chữ. Thêm chữ bứt phá. Bởi vì năm ngoái 10 chữ nó hay quá, không thể thay được. Vứt cái gì cũng thấy tiếc. Cho nên là phải thêm vào chứ không thể vứt được.
thì thêm thì thêm chữ bứt phá. Thế tại sao năm 19 lại chữ bứt phá? Thì có thể nó năm 19 có một số sự khác biệt mà chúng ta có thể bứt phá được. Đầu tiên, trong nhiệm kỳ 5 năm thì năm 19 là năm thứ gần như cuối cùng, trước cái cuối cùng. Cho nên là anh phải nước rút. Anh phải nước rút thì anh phải cố lên, tăng tốc lên để anh có thể về đích được. Nhưng anh phải tăng tốc dựa trên một cái nền tảng tương đối vững chắc. Thế còn nếu như anh tăng tốc mà dựa trên một nền tảng không vững chắc thì có thể lại chưa chắc là vứt phá được. Cho nên là cái năm 18 lại là năm chúng ta đạt được khá toàn diện về cái, các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và đặt cái một nền tảng khá vững chắc cho việc anh dậm chân để anh bứt phá về về đích. Mà cái mà chúng ta đạt được nhiều nhất, có lẽ cái là tốt nhất, đó là ổn định kinh tế vĩ mô. Cái vĩ mô của chúng ta ngày càng ổn định hơn và các nền tảng kinh tế vĩ mô cũng tốt hơn, sức chống chịu của nền kinh tế nó cũng khá hơn, và cái cách thức và đa tăng trưởng của chúng ta, tức là chúng ta bắt đầu khai thác được những tiềm năng và của nền kinh tế, đặc biệt là khu vực kinh tế tư nhân, và từ đấy thì huy động thêm, khơi thông cái nguồn lực để chúng ta có thể gia tăng cái tốc độ tăng trưởng của 2019. Thế thì cái gì nó có thể làm nên cái đó? Thì chúng tôi cho rằng là bứt phá trên cái việc đầu tiên là vẫn tiếp tục phải bứt phá về cải cách thể chế và cải thiện môi trường kinh doanh. Những gì chưa làm được của năm 2 cho đến năm 2018 phải làm tốt hơn, phải làm tiếp tục và làm tốt hơn. Thêm vào đó là phải có những cái lĩnh vực ưu tiên thêm để thực sự cải cách, cải thiện môi trường kinh doanh để chúng ta nhanh chóng bước vào cái top 4 của ASEAN. Cái thứ hai bứt phá tôi cho rằng là khu vực kinh tế tư nhân. Của khu vực kinh tế tư nhân năm 2018 có những cái hiện tượng rất là khác biệt so với trước. Đầu tiên mà nói là đầu tư của khu vực kinh tế tư nhân đã tăng, gia tăng có thể là gấp đôi, cái tốc độ tăng gấp đôi so với cái mức bình quân chung. Và nó bù đắp được những sụt giảm của đầu tư khu vực nhà nước. Đấy là cái rất nhiều những doanh nghiệp tư nhân quy mô lớn xuất hiện và đã đầu tư vào, ví dụ như doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào hạ tầng, làm đường cao tốc rồi làm sân bay, doanh nghiệp tư nhân nổi lên vào lĩnh vực công nghệ, rồi doanh nghiệp tư nhân cạnh tranh trong lĩnh vực sản xuất ô tô, doanh nghiệp tư nhân đầu tư nhiều hơn vào nông nghiệp, nông thôn với những cái phương thức kinh doanh mới, và nhiều những cái nhãn hiệu, những cái nhãn mác đã xuất hiện. Tức là mình nhìn thấy một khu vực nó thực sự đang nổi lên và thực sự năng động, có thể bởi những thay đổi của năm 2017 và 2018 với những thể chế mới, những động lực mới xuất hiện. 2018-9 này tôi nhìn một khu vực bứt phá, tôi nghĩ rằng khu vực doanh nghiệp nhà nước phải bứt phá. Vì cho đến 2018 thì có thể nói là một thập kỷ mà doanh nghiệp nhà nước cứ hao mòn dần cái vai trò của nó. Và tôi nghĩ rằng đây vẫn là một lực lượng và một khối tài sản cực kỳ lớn của nền kinh tế. Và những cải cách đã chuẩn bị cho đến năm 2018 có thể đẩy cái doanh nghiệp nhà nước thành một khâu bứt phá. Cuối cùng tôi vẫn nhìn cái khu vực nông nghiệp nông thôn cũng là một chỗ để bứt phá. Ngoài ra, cái cuối cùng mà chúng tôi muốn nhấn mạnh đến sự sáng tạo ấy, là những ngành công nghiệp mới, những sản phẩm mới, những phương thức kinh doanh mới. Và chúng ta phải hỗ trợ nó để nó trở thành một cái ngành, một cái xu hướng mới trong nền kinh tế của cách mạng 4.0. Vâng. Thì đấy là những điểm mà tôi nhìn thấy là tại sao lại gọi năm 2019 là năm bứt phá, và chúng ta có thể kỳ vọng vào sự bứt phá của 2019 nếu chúng ta tuân thủ đúng cái phương châm điều hành, nó mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn,
là kỷ luật hơn, là liêm chính hơn, hành động hơn so với năm 2018. Tôi nghĩ là cái bứt phá thì nó cũng là cái đòi hỏi rất là cấp bách từ phía kể cả chính phủ lẫn doanh nghiệp. Rất nhiều cộng đồng doanh nghiệp người ta bây giờ cảm thấy rất là sốt ruột, bởi lẽ là cái cuộc cách mạng 4.0 nó phát triển nhanh quá. Và người ta có những người nói là khoảng 5-10 năm nữa nếu chúng ta mà không tận dụng hết những cơ hội, không bứt phá thì chúng ta gần như không còn cơ hội nữa. Có nghĩa là hiện giờ ấy, cái bứt phá đấy nó xuất phát từ hai cái. Một là chúng ta đang có đà, và những cái vượt cuộc vừa rồi là những cái hành động vừa rồi là của chính phủ cũng thấy là rất là đúng những cái con đường phát triển của mình. Đang có đà rồi, cộng với lại cái hội nhập bây giờ chúng ta lại 16 cái hiệp định thương mại tự do, đặc biệt là CPTPP hoặc là một các cái hiệp định khác, thì Việt Nam mà không bứt phá thì có khi lại còn bị tác dụng ngược. Bây giờ chúng ta thấy là các hàng hóa dịch vụ của các nước bắt đầu vào Việt Nam, doanh số kể cả một số các cái nhà sản xuất ở Việt Nam là nhà sản xuất nước ngoài, nhưng mà doanh số cũng bị sụt giảm, bởi vì cái người của chúng ta đang yêu cầu cái chất lượng nó phải cao hơn này, an toàn hơn này, nên là người ta cũng thích hàng nhập. Thì hàng nhập nó đưa vào bắt đầu len lỏi vào tất cả các nơi, các cửa hàng cửa hiệu là bắt đầu có rất nhiều các cái hàng nhập từ các nước, từ Nhật Bản, từ các nước, rất nhiều các nước khác nhau. Thế thì chúng ta thấy là cái sức ép của nó rất lớn, sức ép không những là đối với doanh nghiệp Việt Nam, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp nhà nước, kể cả doanh nghiệp FDI ở Việt Nam cũng là một sức ép để làm sao mà bứt phá được trong cái thời gian tới. Thì tôi nghĩ là cái bứt phá này thêm vào đấy, trong cái cụm từ đấy là rất cần thiết, và thậm chí là chúng ta phải đột phá để mà bứt phá. Mà cái bứt phá này không phải là trong năm 2019, thì tôi nghĩ là ít nhất trong 5 năm tới là phải bứt phá. Còn nếu mà chúng ta không bứt phá trong 5 năm tới là câu chuyện khác. Ý kiến của ông Đoàn hoàn toàn giống ý kiến ông Lộc số trước ạ. Tức là bứt phá để không bị tụt hậu. Đấy là ý kiến thứ nhất. Thứ hai là chúng ta bứt phá đây chỉ là giai đoạn mở đầu khởi động cho việc bứt phá thôi. Còn chúng ta còn phải liên tục bứt phá cho các năm tới ạ. Ông thân nhưng bứt phá thì đúng rồi, bứt phá nên tôi tưởng tượng như này là tức là ông chạy marathon đến cái giai đoạn cuối. Ông dùng hết lực để bật lên để ông đi đầu về đích. Thế thì cái bứt phá anh cũng nói là cái ổn định kinh tế vĩ mô ấy. Tức là ông chỉ giải quyết được cái về đích thôi, nhưng mà sau thì ông lại yếu đi, ông tức là ông nó hết sức. Đúng không ạ? Thế thì cái bứt phá ở đây là nó là như thế. Chứ nếu mà bứt phá mà cứ ông cho về đích xong thì còn sau đó thì không biết sức khỏe ông như thế nào thì cũng nguy hiểm. Cho nên phải tư duy đến cả vấn đề ổn định kinh tế vĩ mô. Cái đấy rất quan trọng. Chuyện bứt phá thì tôi rất thích cái từ bứt phá. Tôi thích hơn cả cái từ đột phá. Đột phá thì nó không xông nhà người ta. Đột phá cũng đã có người kiến nghị đấy. Nhưng mà cái bứt phá là ông đang chạy tốt. Ông đang chạy, ông đang trên đường đua. Nhưng mà ông cố nên bứt nó lên. Thì tôi nghĩ là rất hay. Thì tôi thêm một cái năm 2019 là tôi thấy là như Đoàn nói là rất cần thiết. Nhưng mà có điều như này này. Cái bứt phá ấy mà hiện nay chúng ta mới là cái phương châm thôi. Thế thì để bứt phá được thì cái sơ đồ để bứt phá như thế nào thì mình phải chuẩn bị từ trước. Tức là ông phải có kế hoạch trong cái marathon, ông phải có kế hoạch từ trước chứ. Trước khi ông chuẩn bị bứt phá thì ông đã có kế hoạch đến đâu thì ông bứt phá. Đúng không ạ? Đến cái cây số nào thì ông bứt phá. Thế thì phải có kế hoạch, thì vậy chúng ta đã có chưa? Thì tôi nghĩ là một trong những cái rất quan trọng là cái phát triển áp dụng khoa học công nghệ mà người ta gọi là 4.0. Chỉ không phải mọi người nói, tôi cũng nhận định như thế. Đây là cơ hội duy nhất nếu chúng ta không khai thác được cái lực lượng làm công nghệ để tập trung vào để phát triển kinh tế. Mà chúng ta vẫn cứ như thế này thì tôi nghĩ rằng là khó để vươn, để bất nhịp được mấy cái nền kinh tế mà tôi cụ thể là kinh tế của 11 nước trong CPTPP. Thì mình nó yếu mà anh Đoàn nói đúng, tức là nếu mà mình hội nhập thì hội nhập thì quá tiên phong rồi. Thế nhưng hội nhập không cẩn thận thì nó lại ảnh hưởng ngược. Vậy thì bây giờ làm sao? Các luật là phải thay đổi. Không phù hợp với này cái CPTPP là phải thay đổi. Đấy. Rồi là các cái văn bản là phải để làm sao cho nó thích ứng với lại cái đó. Chứ nếu không thì là không cẩn thận anh Trinh có chuyện. Trinh mình làm thổi còi ngay. Chứ không phải đơn giản mà thổi còi là có khi lại hỏng. Thế thì tôi nghĩ là ở đây cái anh Cung nói tôi rất thích. Tức là cái doanh nghiệp tư nhân ấy, nó hay ở cái chỗ này này. Là không cần phải hô nhiều, nó thấy cái sự ủng hộ của chính phủ, nó thấy cái sự cải cách thủ tục hành chính nó tốt, nó thuận lợi, nó dễ dàng thì nó hăng hái nên nó làm, không cần phải hô hoán nhiều, bởi vì nó làm cho nó mà, đúng không ạ? Thế cho nên là còn doanh nghiệp nhà nước, tôi xin nói là bây giờ những cái khu vực mà hiện nay đang đắp chiếu đấy,
thì tôi nghĩ rằng cũng không nên cứu nữa, bởi bao nhiêu năm nay rồi. Đấy. Thì bây giờ cho nó cắt hẳn đi cái ung thư, cho nó cắt luôn đi, xong rồi dồn lực để làm việc khác. Chứ bây giờ cứ dồn lực đi cứu mấy cái công trình mà bây giờ đang đắp chiếu đấy, thì tôi nghĩ là bây giờ cứ bàn đi bàn lại làm cái gì. Cứ người ông bộ này thì báo cáo là có thể khắc phục được, ông bộ kia này lại bảo là không khắc phục được, thì tôi nghĩ là nó như cái ung thư là cắt luôn để chuẩn bị sang cái việc khác, tập trung cho những kinh tế cơ bản, chứ không thể thiếu cái doanh nghiệp nhà nước được, đúng không ạ? Cổ phần hóa, đấy, tư nhân hóa. Cổ phần bây giờ những cái ông đắp chiếu ấy, ai người ta mua cổ phần, đúng không ạ? Sớm đấy, sớm chỉ rồi. Có những anh mà đang phát triển đang tốt thì doanh nghiệp nước ngoài hay nước trong nó mới mua cổ phần, chứ còn ông đắp chiếu thì ai cổ phần được? Đấy, thì tôi nghĩ là doanh nghiệp nhà nước thế, và tập trung lớn cho mấy cái ông mà xuất sắc đấy, ông mà không thể giao trong tư nhân được, thế thôi, còn lại là cổ phần hóa hết. Thì có một cái con số mà chúng ta cũng phải lưu ý là cái năm 2018 ấy, thì cái số lượng doanh nghiệp mà đóng cửa là đâu đó như là khoảng 40.000. Thì cái đấy là một cái báo hiệu cho thấy rằng là như thế này, trong cái cuộc cạnh tranh đấy là vì Việt Nam hội nhập mở rộng rất là, gọi là hội nhập hết cỡ. Thì nó sẽ có những cái làn sóng đầu tư vào, và những cái doanh nghiệp mà không trụ lại được và không có khả năng thì cái đấy nó là rất là khó là bứt phá được. Nhưng ngược lại, những cái doanh nghiệp mà người ta có tiềm lực, có khả năng thì bây giờ phải đẩy bứt phá. Những cái doanh nghiệp thì mình chỉ giảm thiểu những doanh nghiệp mà bị chết, nhưng mà cái lượng mà doanh nghiệp đóng cửa là tính ra là tăng lên hơn 50% so với năm 17 đấy. Mà tôi nghĩ là năm 19 tiếp tục, nên là rất nhiều doanh nghiệp mới mở ra, nhưng cũng có rất nhiều doanh nghiệp khác là người ta không chịu được cái nhiệt như thế. Nếu như là mình không có thể có sự trợ giúp này, hay là không có cái tạo nhiều điều kiện ra, thì tôi nghĩ là cũng nó chết một cách rất là tự nhiên. Tôi cứ thấy này nhỏ, tôi thấy cái đấy tôi lại không, cái đấy là cái phát triển tự nhiên. Cái số lượng nó nhiều hơn. Cái phát triển tự nhiên, ông bây giờ kể cả doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, nhiều ông này cứ thấy người ta doanh nghiệp cũng làm, nhất là những cái ông mà mới mở công ty, doanh nghiệp nhỏ vừa của tôi. Thế thì bây giờ ông không làm thì thôi. Tôi quan niệm là thế, ông sang làm thuê đi. Chứ bây giờ cứ thế rồi là này, ông thất thu rồi thế nọ này kia, nặng thà là đóng cửa trước còn hơn. Thì tôi không đáng ngại lắm cái đó. Mà ông nào tồn tại được trong cái cơ chế cạnh tranh này, nhất là cơ chế thị trường này, cái cơ chế thị trường nó hay cái chỗ ấy, tức là thằng nào khỏe thằng sống, và nó đáp lại rồi cái lợi ích của bản thân cái doanh nghiệp đó, cộng với lại cái nuôi được lao động, rồi là phúc lợi xã hội. Còn ông nào mà cứ không làm được thì đặng thà là thôi đi còn hơn, để cho những cái anh doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nó có chất lượng, nó làm để nó phát triển lên thì cái xã hội nó mới tốt được. Đấy là một cái sự cạnh tranh rất là tự nhiên. Đấy, thế nhưng mà ở đây vì thế cho nên là chính những cái ông ấy sau khi hội nhập, nhất là cái CPP là ngày 14 tháng 1 nó bắt đầu có hiệu lực, cái này của Việt Nam hiệu lực này, thế thì cái đấy nó gọi là vào thì mấy ông mới cạnh tranh được. Chứ bây giờ cứ thôi thì nếu mà ông không làm được thì tài trợ, nó không làm được thì hỗ trợ cái khác thôi, chứ còn để cho phát triển. Chứ, tức là hay nói cái khác là tôi không bi quan gì về cái chuyện là doanh nghiệp đóng cửa nhiều hoặc là mở cửa nhiều, miễn là làm sao mà cái hiệu số ấy, mình cố gắng làm sao mà hiệu số giữa cái ông thành lập với cái ông ra đi mà nó trừ đi mà nó thành dương thì là quý rồi. Đấy. Cái thứ hai mà tôi nghĩ là, mà cái này tôi với anh Cung cũng đã tham dự nhiều, mà tôi đề nghị cái quan tâm đến cái hộ kinh doanh cá thể. Này, hộ kinh doanh cá thể nếu mà cứ theo cái chiều hướng này là người ta không vào, mà cái lực lượng ấy là cái lực lượng rất, tức là từng cá thể một thì rất nhỏ, nhưng cái lực lượng là số đông, đóng góp rất nhiều cho GDP, thì hiện nay chúng ta đang bỏ ngỏ chỗ đó, đang bỏ ngỏ. Nói đến thì nhiều, nhưng mà để thực thi cái chuyện đó thì là rất là ít. 5 triệu hộ mà có, tôi được thống kê, tổng thống kê đấy, có 1 triệu 7 đóng thuế, còn 3 triệu 3 là đứng ngoài. Thế vậy gì người ta vào doanh nghiệp, thành lập doanh nghiệp là gì? Đúng không? Đã. Câu chuyện là như thế. Còn nhiều những cái khác mà nếu mà tôi chưa cần bứt phá mà chúng ta để ý đến cái chuyện đó, hay là chúng ta để ý đến cái việc là bây giờ chúng ta, tôi nghĩ là phát triển về nông nghiệp thì đúng rồi, nhưng mà 2 năm gần đây thì nông nghiệp phát triển đấy, nhưng mà tôi nói thật là áp dụng khoa công nghệ cũng chưa nhiều đâu. Cái đấy nó phụ thuộc vào thiên nhiên kinh lắm. Đấy, thế nên vừa rồi thiên nhiên ưu đãi thì không được thôi, chứ không cẩn thận này. Đấy là còn phụ thuộc vào cái nền kinh tế phi mậu dịch của nước ngoài nữa. Nó mua mà. Tôi nghĩ là trong cái cơ cấu nền kinh tế của chúng ta thì nó có 3 thành phần: doanh nghiệp lớn dẫn đầu, doanh nghiệp vừa,
và doanh nghiệp nhỏ. Thực ra ở các một số nước, ví dụ Hàn Quốc thì cái doanh nghiệp vừa lại là nằm trong một số các cái chính sách mà nó gọi là doanh nghiệp tiềm năng. Những cái doanh nghiệp đấy nó có thể thay thế một số doanh nghiệp lớn. Thì có nghĩa là ở những cái giai đoạn, những cái doanh nghiệp trên này là những cái doanh nghiệp có thể kèm cặp những doanh nghiệp dưới được. Những cái ông ở dưới doanh nghiệp nhỏ ấy, thì cái sự sống sót của ông là nó lại dựa vào là nó có nằm trong cái chuỗi cung ứng hoặc nằm trong cái sự hợp tác với các doanh nghiệp vừa và doanh nghiệp lớn hay không. Bây giờ nó có một cái sự chênh là như thế này, các cái doanh nghiệp đầu tư nước ngoài khi vào Việt Nam ấy, thì người ta là những doanh nghiệp lớn, mình cứ tạm hiểu nó như là doanh nghiệp 5 sao, của mình thì toàn 1-2 sao. Thế 1-2 sao thì rất khó có thể là cộng tác được với doanh nghiệp đấy. Thế thì vấn đề là nó vẫn phải có những cái doanh nghiệp ở giữa đó để làm sao cộng tác, và đặc biệt là những cái doanh nghiệp 3 sao, 4 sao của Việt Nam ấy, thì đương nhiên cũng phải có những cái sự kết nối với các doanh nghiệp FDI. Và cái việc đấy thì nằm trong cái bài tính của chính phủ làm sao đầu tư nước ngoài vào, mình kêu gọi để tối đa hóa cái đầu tư nước ngoài. Những cái đầu tư nước ngoài đấy nó phải có những cái điều kiện nhất định nào đấy để làm sao người ta cũng hỗ trợ các doanh nghiệp 3-4 sao của Việt Nam để có thể trở thành 5 sao để đi vươn ra toàn cầu. Nhưng hầu hết các nước đều là theo cái giai đoạn là cũng phải chuyển đổi là ở cái giai đoạn đấy cả. Nhưng nếu mà bây giờ mình tự lực, bây giờ nếu mà nói tự lực đi, các doanh nghiệp Việt Nam từ 1-2-3-4 sao mà đi lên được, mà vươn ra toàn cầu một cách an toàn, bền vững là một câu chuyện thách thức về vốn, về công nghệ, về thương hiệu, về rất nhiều các thứ. Bây giờ mình không thể nói mình chỉ mỗi tự hào dân tộc mình làm cái này, nhưng mà vấn đề cái thực chất của mình nó có hay không. Thì cái bài chơi ở đây là rõ ràng cái việc các doanh nghiệp làm thế nào đấy để cho nó thành một cái sự hợp tác. Mà tôi nói là bài chơi là phải áp lực cái chính phủ. Chứ còn tôi không hy vọng gì mấy ông FDI, mấy ông nước ngoài mà ông ấy lại có một cái doanh nghiệp phụ trợ mà công nhường cho mình đâu. Đấy, sắp tới là ví dụ như tại sao mà CPTPPI đến người ta nó có hiệu lực rồi. Thế bây giờ người ta sẽ thuế không phải nộp. Thế là người ta sẽ đặt hàng ấy ở nước nội địa của người ta. Người ta chuyển sang. Thế là người tôi đã đi tham quan nhiều rồi. Tôi đã đi tham quan nhưng không có đâu. Thế bây giờ chỉ có yêu cầu ví dụ ở Mỹ là phải 30%. Ông doanh nghiệp lớn trong nội địa với ông doanh nghiệp nước ngoài, thế là ông phải 30%, ông phải dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nó tiêu chí nó rõ ràng như thế. Tức là nếu mà thì ông mới đạt được một cái doanh nghiệp đàng hoàng, doanh nghiệp có uy tín. Đấy, thì đây là không bao giờ hy vọng là cái chuyện này. Còn cứ hô hoán, sắp tới chúng tôi cũng mở cái hội nghị liên kết giữa các ấy, nhưng mà tôi nghĩ là cái hiệu quả nó rất khó nếu không có áp lực của chính phủ. Đấy là phải nói rất thẳng như thế. Đúng không ạ? Vì mà chúng tôi cũng thỉnh thoảng đi khảo sát đấy. Thì hỏi người ta chứng minh là doanh nghiệp không làm được. Thế việc đến đưa sản phẩm người ta mà không làm được, thế thì mình thua ngay anh ạ. Đấy. Thế nên là cái vai đấy lại quay lại như vậy, nó cái vai trò của những cái doanh nghiệp vừa và lớn của nội địa của Việt Nam là cần phải trân trọng, cần phải ưu đãi người ta. Đấy. Ít nhất là cũng phải bằng cái ưu đãi với FDI, bởi vì người ta làm ra tiền người ta không mang được đi đâu. Đúng không ạ? Vâng. Đấy, nó quan trọng ở chỗ đấy thì cần phải ưu ái và phải có một sự hỗ trợ rất là tốt. Thì để cái ông ấy sẽ dẫn dắt thì mấy cái ông nhỏ và vừa đi lên. Ông ấy mới là cái ông mà đàm phán dễ. Chứ còn mấy ông nước ngoài cũng khôn lắm. Chưa nói là ông chuyển giá, chuyển riêng. Đây là nói rất thật. Đúng. Doanh nghiệp nước ngoài nhé, mà nếu mà để người ta bảo cứ thẳng thừng người ta đi chọn doanh nghiệp Việt Nam để hợp tác thì đúng là người ta không muốn chọn. Vì nó quá khác biệt. Thế nhưng mà nếu mà mình có những cái chính sách khôn khéo nào về góc độ về chính phủ ấy, thì là mình cũng phải đưa ra những cái điều kiện. Tất nhiên là không phải đến cứng điều kiện cứng, nhưng rõ ràng là nó phải có cái sự hợp tác với các cái chuỗi cung ứng trong nội địa. Thì tôi nghĩ đấy cũng là cần thiết đấy, là trong chiến lược trong thời gian tới. Những vấn đề đó chúng ta đã bàn khá là nhiều trong suốt cả một vài năm vừa qua. Vâng, vì vậy chúng ta mới cần những cái điểm bứt phá trong tư duy và tranh hành. Đấy là bứt phá đấy. Năm mới đấy. Ví dụ thế. Đấy là bứt phá và tôi nghĩ cái đấy hiệu quả lắm, bởi vì nhỏ vừa nó lực lượng với lại hộ kinh doanh nó đông đảo lắm. Mà tôi nói thật, nhìn người lao động mình với lại doanh nghiệp mình ấy làm suốt ngày đêm luôn. Tức là tôi đã có một cái hội thảo ấy không ạ, hội thảo với lại cái bà chủ tịch, phó chủ tịch Quốc hội Đức. Bà nói bảo cái giới trẻ với lại cái giới doanh nghiệp nhỏ vừa của chúng tôi ấy, nếu phải nói về tư cách về lao động thì còn kém công vô cùng xa. Tôi thấy người của công nó chịu khó lắm. Bên tôi là nó hưởng thì cái chế độ, mà cho nên là có nó phân hai loại, một cái loại là cứ thế hưởng thôi, chế độ chính sách tất cả thứ ta đủ ăn đủ tiêu thế rồi, còn một lực lượng thì là mới làm. Được. Mà làm để mà mình gọi là đột phá mới này bứt phá ấy, nó không có đâu, bởi vì người ta đủ ăn đủ tiêu thế nọ thế kia rồi, cho nên cái tính gọi là bứt phá ấy là mình khai thác là rất là tốt, nhất là thế hệ trẻ.
Tôi nghĩ như thế. Vì vậy nên chúng ta hoàn toàn đồng tình là năm 2019 là cho thêm chữ bứt phá là rất là hợp lý. Quá đúng. Vâng, và quá đúng. À, chúng tôi biết là chúng ta đang bàn về những vấn đề rất lớn về nền kinh tế, bởi vì đây gần như một chương trình nhìn lại của năm 2018 và hướng tới năm 2019. Tuy nhiên những vấn đề đó sẽ phải được mổ xẻ hết sức cụ thể và phải đưa ra những giải pháp hoàn toàn làm thiết thực thì chúng ta mới có thể thực hiện được. Thì chúng tôi rất là mong trong các chương trình đối thoại tiếp theo của năm mới sẽ lại được đồng hành cùng với các khách mời để chúng ta có thể đưa ra những giải pháp mới cho từng cái vấn đề mà chúng ta bàn luận trong ngày hôm nay. Thì một lần nữa thì xin chúc các khách mời có thật nhiều sức khỏe và có một năm mới may mắn và hạnh phúc cùng với cả gia đình ạ. Chúng tôi xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị khán giả. Quý vị có thể xem lại chương trình đối thoại trên website kênh truyền hình VTV www.vitv.vn. Xin kính chào và xin được gặp lại quý vị trong các chương trình đối thoại tiếp theo.